Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến trường hợp thứ hai là ở camera Phạm Thị Hòa, pháp danh Diệu Hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin thầy Diệu Âm khai thị cho mẹ của con là Phạm Thị Hòa, pháp danh Diệu Hòa, 87 tuổi. Do tuổi cao, mẹ con đôi khi không được minh mẫn hay quên. Mẹ con vẫn khỏe, không đau đớn gì. Mẹ con đã niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nhưng chưa niệm Phật được nhiều. Giờ đây mẹ con không tham tiếc nhà cửa, nhà đất, cát, ruộng, vườn. Mẹ con cũng không giận hờn ai hết. Gia đình con cũng tin tưởng Pháp hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và cũng hỗ trợ cho mẹ con niệm Phật. Gia đình con chưa mời ban hộ niệm vì các anh chị em của con nghĩ rằng khi nào mẹ con sắp lâm chung thì đấy mới mời ban hộ niệm. Con mong thầy khai thị cho mẹ con cùng các anh chị em của con để các anh chị em của con biết mà hỗ trợ cho mẹ. Con xin cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cô Phạm Thị Hòa, pháp danh Diệu Hòa, đang chắp tay phải không? Vỗ tay đi cô. Nhớ nha, mình tuổi già rồi, lúc quên lúc nhớ là chuyện hoàn toàn bình thường nhé cụ. Không lo lắng chuyện đó đâu. Cụ nghe lời Diệu Âm đi, thành tâm phát nguyện niệm Phật hàng ngày. Nếu lúc nhớ niệm Phật thì lúc quên niệm Phật nhiều hơn. Hãy quên hết tất cả đi và nhớ một câu A-di-đà Phật. Con xin hỏi mẹ Diệu Hòa, mẹ nhớ một câu A-di-đà Phật có quên được không? Không phải không? Một câu A-di-đà Phật làm sao quên được, đúng không? Đúng thì giơ tay lên đây. Đấy, rõ ràng. Vậy thì xin thưa với gia đình mình, mẹ mình lớn tuổi lúc nhớ lúc quên, mong cho quên hết tất cả đi, hãy nhớ một câu A Di Đà Phật là đủ rồi. Muốn làm thiện làm phước thì một câu A Di Đà Phật là đủ. Muốn thành đạo thì một câu A Di Đà Phật niệm lên là đủ. Muốn đời này vãng sanh Tây Phương thì nhớ niệm Phật nguyện vãng sanh, đúng không mẹ? Mẹ Diệu Hòa có đồng ý chưa? Rồi gia đình mình có đồng ý nhớ chưa? Rồi bây giờ tới một điểm hơi nặng nặng đây. Gia đình mình hiểu đạo cái kiểu gì mà nói chờ sắp chết rồi mới mời ban hộ niệm vậy? Sao nói những câu lạ quá? Hộ niệm chính là một pháp tu. Pháp tu hộ niệm khác tu mù. Tu mù cứ tưởng mình tu đủ. Tu đủ để chờ khóc hu hu sao? Hay không? Bài thơ hay không? Tu mù mới chờ khi chết rồi kêu ban hộ niệm tới. Ban hộ niệm có cái năng lực nào mà giúp cho mẹ mình vãng sanh? Đó là cách tu mù. Tu mù có nghĩa là không định được đường đi, cứ chờ chết xong tới làm gì làm. Thì đúng là tưởng là đủ nhưng mà khóc hu hu, tại vì khi mẹ mình bị nạn rồi mình cứ ngồi bên mẹ mình khóc hu hu chứ có cứu được mẹ mình đâu chư vị, đúng không? Cho nên nếu chư vị thấy rõ ràng là hộ niệm là một pháp tu mà mình không biết hộ niệm chứ chẳng không biết làm sao tu. Ví dụ như ban hộ niệm tới nhắc nhở cụ ơi, cụ vui vẻ đi về Tây Phương Cực Lạc. Mình vui vẻ lên thì ban hộ niệm vỗ tay. Nếu cụ này nói tôi chưa muốn về Tây Phương thì lạc rồi, thì mất pháp tu rồi, thì nghịch với đường đi về Tây Phương. Ban hộ niệm thường nhắc nhở cụ ơi, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là nguyện vãng sanh là được vãng sanh liền. Cụ nguyện vãng sanh mà vãng sanh liền như vậy cụ
đương nhiên trở nên một vị tổ sư rồi. Sao? Chỉ có những vị đại Bồ Tát ngài muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào ở, chứ cũ làm một phàm phu thì thân mạng này đã có ngày có giờ. Cụ phải làm sao từ giờ này cho đến lúc mà cụ vãng sanh, cụ đi trên đúng đường. Có nghĩa là sao? Ví dụ như cụ tin yếu quá thì ban hộ niệm nhắc nhở cho cụ tin vững lên. Nhà mình chưa đầy cả những chất tối hành hệ né ngũ tông thì ban hộ niệm nói cụ ơi, cụ muốn được vãng sanh thì mau mau đem những thứ này liền ra ngoài, nhất định đừng ăn nữa. Nếu mà cụ quyết lòng không ăn nữa thì đó là một pháp tu trong pháp hộ niệm dạy cho mình. Bây giờ xin hỏi gia đình mình có kiên cử ngũ tông chưa? Kiên rồi phải không? Hay là chưa? Chưa phải không? Chưa thì đúng là bị trở ngại rồi. Chưa tức là đi sai đường hộ niệm rồi. Chưa là không cách nào trở về Tây Phương Cực Lạc được. Rõ ràng là trong mấy phút này mà Dông đã khui ra trong gia đình mình sơ xuất phải không? Ví dụ như Diệu Âm hỏi, chư vị có giết kiến giết nhà không? Rồi mũi vô nhà có đập cho nó chết queo không? Có phải không? Có thì là sai rồi. Rõ ràng chỉ một chút vậy mà Dông, nếu mà Dông kế ra thêm một chút nữa thì rõ ràng là gia đình mình đã có nhiều trở ngại. Chính những trở ngại này sẽ ngăn cản con đường vãng sanh của mẹ mình rồi. Như vậy thì xin hỏi rằng là nếu chư vị chờ cho mẹ mình sắp chết thì bao nhiêu chướng nạn đó dồn đó ập vào đánh một người đang mê man bất tỉnh, làm sao có thể mẹ mình vãng sanh. Như vậy thì xin báo cáo với gia đình rằng nếu mà gia đình chờ rằng mẹ mình sắp chết mới người ban hộ niệm thì có nhiều ban hộ niệm họ không dám nhận. Vì sao vậy? Vì thực sự chính mình còn quá nhiều vướng chấp, làm sao họ gỡ cho được trong lúc mẹ mình đang bị mê man bất tỉnh, đang bị nghiệp chướng ứng hiện đây, phải không? Chứ vì nhớ, thành ra Diệu Âm khuyên là muốn mẹ mình, cụ Diệu Hòa muốn được vãng sanh rất cần liên lạc với ban hộ niệm. Chỉ có ban hộ niệm đến hướng dẫn mình con đường tu cụ thể. Ví dụ như cụ Sa Di Ni Thích Nữ Minh Phú, ngài đã lên đường Zoom này tu pháp hộ niệm 2-3 năm trường. Mỗi tuần ngủ cụ lên trên đường sông này 3 lần, chị ông thấy là không lần nào mà vắng mặt cụ. Rõ ràng cụ tu như vậy và cụ hoan hỷ để sau cùng cụ ra đi mà hương thơm bay ra ngào ngạt. Cụ còn nói là chút nữa ta đi rồi. Hỏi ai nói cụ vậy? Cụ nói A Di Đà Phật. Chư vị có hiểu thế nào gọi là pháp tu hộ niệm chưa? Không phải là người ta hộ niệm đến là mình phải chết đâu, mà người ta hộ niệm đến ta giải bày cho mình trốn đi con đường chết để đi về Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định tông chỉ tín nguyện hạnh phải vững vàng, phải vững vàng và cụ thể. Như vậy thì đề nghị với gia đình nên mau mau tìm ban hộ niệm để họ tới nhắc nhở cho mẹ mình. Xin hỏi gia đình có đồng ý đề nghị của Diệu Âm không? Đồng ý thì chư vị giơ tay lên, nắm cú tay lại để hứa chắc với Diệu Âm là chư vị phải làm đúng. Tại vì trong một vài phút này Diệu Âm không cách nào nổi lên những sơ rút, mà Diệu Âm biết chắc chẳng là mỗi người chúng ta vì không nghiên cứu hộ niệm cho nên còn sa rút. Như vậy thì có được vỗ tay chưa? Xin tất cả bao nhiêu người trên đường chúng vỗ tay hoan hô gia đình, hoan hô cụ. Xin thưa với chư vị, chỉ cần một lần nói chuyện với nhau này đã khai mở cho chư vị con đường
vãng sanh. Đó chính là chư vị phải nghe lời ban hộ niệm nhắc nhở, chư vị sẽ tận mắt chứng kiến người mê mình liền bỏ thân phàm phú khổ nạn đi làm Bồ Tát. Hỏi gia đình mình có muốn mẹ mình đi làm Bồ Tát để chuẩn bị làm Phật không? Muốn không chứ vậy? Đúng rồi. Như vậy mẹ mình là một người đầu tiên trong gia tộc mình làm Phật thành tựu đạo quả. Nhất định chư vị tin đi nhé, để đưa mẹ mình đi làm Bồ Tát. Chịu không chư vị? Chịu thì giơ tay lên một lần cuối, vỗ tay lên cụ Diệu Hòa ơi. Nguyện mong chư vị trong pháp giới hãy quyết lòng ngộ ra con đường thành đạo. Chư vị ơi, vô lượng kiếp qua trôi lăn trong cảnh lục đạo khổ đau này, chúng ta phải ngán đi chứ, phải sợ đi chứ, phải thấy kinh hoàng bởi những cảnh đó là đau khổ vô cùng vô tận, đau đến nỗi mà không nói nên lời. Nay gặp cơ hội đi thành Phật, cớ chi chúng ta không quyết lòng đi làm Phật? Bằng gì đấy chư vị? Tin lời Phật dạy, niệm A Di Đà Phật, cầu sảnh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả chư vị không người nào không về Tây Phương thành đạo. Cầu mong cho chư vị hoàn toàn giác ngộ kịp thời, quyết chí cùng nhau niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật về Tây Phương thành đạo hết nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm